chào các bác. Trước mặt các bác đang là một trong những cặp loa huyền thoại của BMB. Ở video clip này em xin giới thiệu các bác một trong những cái dòng sản phẩm phải gọi là quốc dân trong cái phòng khách mà các bác muốn có thể một cặp loa vừa nghe vừa hát mà giá thành hợp lý. Thêm nữa là một thương hiệu cực kỳ nổi tiếng, đó chính là BMB. Các bác lưu ý giúp em, đây là một trong những mẫu BMB Bass 25 uy lực mạnh mẽ top đầu của những cái dòng loa karaoke gia đình. Cặp 880C các bác. Và các bác có thể thấy em sẽ bơm volume lên một chút để các bác. Tiếng bass oánh uy lực đặc trưng của BMB. Và với những cặp BMB hàng chính hiệu các bác nhé, hàng bãi chính hiệu. Nó mới cho ra cái chất tiếng dày dặn, ấm áp và uy lực như vậy các bác ạ. Cực kỳ phấn khích. Em mới chỉ nhích volume thôi các bác nhé. Cực kỳ uy lực. Những dòng BMB bên cửa hàng em cung cấp đến với các bác là những cặp loa BMB tuyển chọn chất lượng từng chiếc một các bác nhé. Không phải là hàng năm được năm thua đâu các bác. Những cái dòng BMB các bác có thể thấy rất nhiều giá trên thị trường, các bác lưu giúp em. Cái dòng BMB thì em sẽ cho các bác xem đặc điểm nhận dạng của những cặp BMB Zin. Còn phần lớn các bác mua trên thị trường giờ rất nhiều giá và phần lớn các bác nhá, toàn là những cặp BMB bị lai hết chép rồi, các bác lưu giúp em. Có thể bát Zin nhưng mà chép là lai hết rồi các bác. Tiếng chép cực kỳ hay. Mở nhỏ nhà xuống một chút các bác. Chiếc đẩy em đang đánh là chiếc đẩy PD2500. Đây là một con đẩy cực kỳ khủng của Yamaha. Nó dòng đẩy đánh nguồn xung các bác nhá. Nếu mà để mà đánh thì nó phải ngang ngửa với những con LA800 các bác. Rất là khủng luôn. Công suất là 680W đấy các bác. Nó ngang ngửa với những con LA800 đến từ những cái thương hiệu hàng bãi Trung Quốc đấy các bác. Nghe nói vì công suất. Còn nói về chất âm thì khẳng định các bác luôn, nó ngang ngửa với những dòng Crown các bác nhá. Chất âm cực kỳ sạch sẽ và chi tiết. Các bác thích chơi một con đẩy chất lượng cao ấy. Con PD2500 này là một con đẩy nguồn xung và nó mỏng thôi, nó chỉ mỏng như vậy thôi, nó nhẹ thôi các bác. Nhưng mà nó phải ngang ngửa những chiếc đẩy nặng đến 30 cân, thậm chí 27, 28, 30 cân các bác nhé. Và con này thì nó sử dụng sò mofet hết các bác ạ. Và nó sử dụng nguồn xung. Các bác cực kỳ uy lực các bác nhé. Nguồn xung 2, 4, 6 dàn tụ đó hơn 10 con tụ các bác, rất dã man luôn. Em nhớ không nhầm là 10 con hay 12 con thì các bác. Và rất khủng các bác ạ. Và PD2500 đó, những dòng đẩy khủng của Yamaha các bác nhá. Hàng này là hàng nội địa, điện 100V. Đây là một trong những cái dòng đẩy mà Made in Japan các bác. Hiếm hoi thì các bác lựa chọn trong cái phân khúc điện 100V. Nói về đẩy điện 100V thì các bác biết rồi, chất lượng âm thanh cực kỳ cao các bác. Đây nguồn xung của nó đây. Dã man các bác ạ. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 con tụ các bác nhá, 12 con tụ luôn, dã man. Đó các bác. Và bộ tản nhiệt nó phía sau các bác nhá. Gió thổi ra rất là mát luôn. Đánh cặp loa này chưa chạm vào công suất của nó các bác. Đánh cặp loa BMB 880C này chưa chạm vào công suất. Phải đánh những cặp 1000C, 2000C này. Bắt đầu nó mới chạm công suất, nó mới ấm lên các bác nhá. Đó. Và BMB 880C đẹp xuất sắc. Đây em sẽ bảo anh em tháo ra. Em tháo cho anh cái cặp cái chiếc BMW 880C ra. Và tháo luôn cho anh một con 450C nữa để ở đây cho anh. Với một cặp BMW 450C hay 850C hay là 880C hay là 2000C, 1000C, đây em đã tháo sẵn đây các bác. Đều cho ra những cái chất âm cực kỳ đẳng cấp các bác nhá. Và riêng 880C Bass 25 là cái sự cân đối. Đây là cặp loa nó, ví dụ 850C thì các bác chơi những dòng 850C các bác nhá. Ví dụ 850C đây các bác. Những dòng 850C này đây các bác. Thì thường các bác chơi nó sẽ thiên về giải lời đó các bác. Bát oánh uy lực căng. Nhưng mà nó không có độ gọi là độ cứng, độ gọi độ vụt mạnh như thằng 450C. 450C thì nó lại là dòng có độ nhạy bát, nó gọi là nó thấp hơn một chút nên các bác nghe 450C nó cảm giác nó vụt, nó căng hơn. Nhưng mà vụt nó lực hơn, nhưng mà để mà nghe mềm mại thì cái 850C này, cái tiếng tép của nó tiếng chung rất là lợi thế các bác nhá. Thì 850C này nó có 4,6 triệu.
450C siêu đẹp thì là nó là giá là 5,6 triệu với nhau 1 triệu các bác. Và các bác lưu giữ em là dù là 450C hay 850C hay là 880C hay là 1000C hay là 2000C thì các bác phải mua hàng chính hiệu, hàng chưa bị lai tạp thì nó mới cho có chất tiếng hay như vậy các bác nhé. Cực kỳ uy lực và mạnh mẽ và êm các bác ạ, đánh nó êm, nó sướng, đầm, ấm các bác. Thì BMW 450C hay là 850C thì các bác lưu ý với những dòng BMW này, cái phần chép này các bác nhá, nhất là cái con 2000C các bác ạ. Bởi vì 2000C là những cặp loa nó ở cái hiệu suất cao, nó đánh trong những cái phòng karaoke các bác. Thì những cái dòng hàng mà năm được năm thua ấy các bác, gọi là đổ đống ấy, thì em không nhập các bác nhá. Còn nhiều bác nói so sánh giá thì em nói luôn là giá những cặp loa zin như vậy, zin từng cái chép này, từng con ốc các bác. Các bác nhìn thấy cái viền chưa? Cái viền chép zin của thằng BMW 2000C. Em thấy rất nhiều cơ sở bán những cặp BMW này giá thì chỉ có 6,8 triệu, 7 triệu, hơn 7 triệu các bác nhá. Nhưng mà toàn live chép hết các bác lưu giúp em. Em nói luôn là những cái dòng mà live chép thì các bác nhìn sẽ thấy ngay đi ạ. Em sẽ úp cái con bát xuống. Con bát thì có thể zin nhá, cũng có thể có những nơi người ta thay màng. Thì em sẽ giới thiệu các bác, sẽ cho các bác nhận biết cái màng zin của nó các bác. Riêng con chép trước các bác nhá, cái chép này nó màu gần như dạng màu của da bốt các bác. Đó các bác, nó không phải đen hẳn đâu mà cũng không phải là xám hẳn, nó cũng hơi hơi màu ghi ghi đó các bác. Và cái viền này các bác ạ, cái viền của 12000C nhé các bác nhá, nó sẽ có màu hơi ngả xanh, gọi là hơi trắng trắng ở cái viền này các bác. Cái loại loa mà gọi là năm được năm thua các bác, loa đổ đống, loa lô ấy, gọi là loa hàng loại các bác, thì đó là những cái hàng mà người ta về người ta đã phải giật lóc các kiểu rồi, người ta phải tân trang mông má đây các bác, hàng nguyên bụi bọn em tháo ra các bác. Thì phần lớn các bác nhá, đây các bác, hàng nguyên bụi nhưng góc cạnh siêu đẹp. Những cặp này là những cặp gần như là live lưu các bác, là bọn em gọi là tuyển chọn những cặp live lưu các bác ạ. Đây này, nó đẹp lắm các bác ạ. Thì các bác chơi những cặp này nó với đúng kỹ thuật của nó các bác nhá. Và BMW cái chép zin nó các bác, cái viền này nó không đen xì đâu. Còn đây là cái thằng 1000C các nhá, đời 1000C thì cái viền nó lại màu đen các bác. Đây là viền nó lại đen, nhưng mà cái màu của cái giấy các bác, cái màu giấy của cái bát ấy, của cái loa chép ấy, nó sẽ ngả xanh hơn các bác nhá. Đó. Còn 880C là nó cùng cái đời sản xuất với cái thằng 2000C này. Em ơi, em nhắc cho anh cái cặp 880C gần vào đây. Gần vào đây. Riêng 880C và 2000C nó là cùng cái mẫu với nhau các bác nhá. 1000C và 850C nó sẽ cùng mẫu với nhau, các bác lưu giúp em. Nó là cùng cái năm sản xuất với nhau và cùng cái dây chuyền sản xuất. Thì nó đặc trưng chép của 2000, xin lỗi các bác, đặc trưng chép của 1000C và 850C nó sẽ là màu có ngả xanh nhiều các bác nhá. Và cái viền này nó sẽ là xanh đen các bác, chứ không phải đen xì như rất nhiều shop bán rồi các bác nhá. Đó, rất nhiều nơi bán người ta nói hàng bãi nhưng mà thực ra toàn là hàng lai chép. Đồng ý có thể cái bát người ta là bát bãi. Đấy, 1000C đó là củ cơ củ đơn, 2000C là củ kép các bác. Thì đây là cái chép, cái bát zin các bác nhìn này ạ. Cái bát zin màu nó rất là bộ đội và màu nó, nói chung là nó màu kiểu lơ lơ xanh bộ đội các bác. Nó màu rất là khôn, khó tả lắm các bác ạ. Cái màu này khó tả lắm, không biết camera có quay được cái màu này không các bác. Nó khó tả lắm các bác. Còn nó không phải là cái màu đen xì hay là bóng 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 lên mà như rất nhiều nơi người ta quay được các bác nhá. Nên các bác lưu ý đừng có nhìn thấy rẻ mà các bác mua. Rẻ mà đúng hàng chất thì các bác mua, còn rẻ mà không đúng hàng chất thì nó vẫn là đắt các bác nhá. Đó, bọn em tuyển thì nó không có nhầm đâu các bác ạ. Với con mắt nhà nghề của em và với cái kinh nghiệm xương máu của em với những dòng BMW này các bác ạ. Đấy, bán BMW này thì thật sự các bác luôn là không cẩn thận là thợ còn bị lừa các bác. Đó, với 450C thì các bác ạ, đó các bác đặc trưng các bác nhá, màng hơi xanh xanh các bác. Đó các bác, đặc trưng các bác nhá. Còn rất nhiều nơi bán màng đen xì và toàn là thay màng hoặc là bị nhuộm màng lại thôi các bác, những cặp loa xấu các bác. Thì 850C với 1000C thì cái đặc điểm nhận dạng cái chép của nó là nó hơi màu xanh và nó không đen các bác nhá, nó không được đen đâu các bác ơi. Tất cả những dòng 2000C, tất cả dòng 1000C và 850C luôn. Đó. Còn riêng cái thằng chép của thằng đây các bác, em quay ra các bác xem nè. Cái chép của thằng 880C và 2000C nó là cùng cái lô sản xuất với nhau các bác nhá, nó cùng cái đời sản xuất. Cái công nghệ nó cùng nhau các bác nhá, dây chuyền sản xuất cùng nhau. Thì nó khác với cái đời trước này, đời trước này nó phải như này. Nhưng mà em thấy tất cả phần lớn các bác nhá, chỉ có một số nơi uy tín thôi, người ta vẫn bán cái hàng chuẩn này của bọn em. Phần lớn là người ta tham lợi nhuận, người ta nhập cái loại đổ đống năm được năm không các bác. Thì nó sẽ có những cái cặp loa mà màng thay này, nhện thay này, thậm chí là chép thay hết cả 4 con luôn. Mà người ta đã thay, người ta thay cả 4 con, người ta không thay 1 con các bác. Thì
thì cái chép của thằng 880C các bác nhá và 2000C nó sẽ giống nhau. Bất gì bất dịch các bác tháo 100 cặp và 100 cặp giống nhau luôn. Là cái viền này của nó các bác nhá, nó sẽ có cái màu sáng lên so với cái màng. Nó sẽ sáng hơn cái màng, các bác nhìn kỹ đi ạ. Các bác nhìn ạ, đây là chép của 2000C, chép của 880C. Hai cái chép này thay đổi cho nhau giống nhau luôn các bác nhá. Đó, nhưng mà cái chép này hoàn toàn màu khác này các bác. Có cái chép nhái các bác nhá. Hôm sau em sẽ mua đặt trên mạng một cái linh kiện nhái cao cấp của cái bọn này. Em sẽ cho các bác xem so sánh với cái chép zin này. Nhìn tưởng là giống nhưng mà riêng cái phần viền này không giống. Và cái màng nó, cái dâu có thể làm teo giống như này các bác nhá. Nó có thể làm teo rất giống luôn. Nhưng mà nhìn cái chất liệu màng nó dại các bác ạ, nó đen các bác. Nó không thể là màu xám xám rồi thì xanh xanh rồi thì hơi tím tím như này đâu các bác ạ. Nó trông đẹp lắm các bác, màu rất đẹp. Đó, và bát của 2000C có nặng trịch các bác. Đây bát của 2000C đây các bác, những cặp loa thật sự các bác là đẹp từ trong ra ngoài các bác nhé. Đây các bác, bát và nhện của nó là các bác ơi ạ. Mới đét luôn các bác nhé. Đó, hàng bãi như này siêu đẹp rồi các bác. Đây này, bụi các bác. Và cái màng của, đây này, nguyên bụi các bác. Cái màng của 2000C các bác nhé. Cái dâu của nó các bác nhìn đấy ạ. Đó các bác, đây là bụi, đây là bụi lông nó vào rồi. Bụi các bác nhé. Cái nón này các bác, nó sẽ hơi ngả xanh một chút của cái chất màng của nó nhé. Nó là đen xám các bác. Nó là đen xám, đó các bác ạ. Và cái nón nó hơi ngả xanh. 880C đây các bác, nó cũng như vậy luôn, cùng dây chuyển sản xuất mà các bác. Nó sẽ là cái nón nó hơi ngả xanh, nó hơi ngả xanh bộ đội và cái màng nó đen. Các bác lưu giúp em là nó không, nó sẽ là có tất cả màng xịn các bác nhá. Từ loa Nhật cho đến loa BMB cho đến loa Mỹ. Nhà em là các bác nhìn thấy cái bụi này, em để nguyên này, cái bụi để nguyên này. Nhà em không xịt cái dầu bóng lên hoặc là nhà em không nói chung là nhà em không mông má các bác. Thì nó phải có độ xốp này, độ xốp của giấy các bác nhìn ạ, nó rất là khôn. Thì cặp loa mới đảm bảo chất lượng, đánh nó với tiếng nó với giày các bác nhá. Đó các bác, đấy là những cái hàng zin. Còn rất nhiều bác hỏi là tại sao BMB 2000C ở chỗ em bán tận 9 triệu mà có nơi bán có hơn 7 triệu. Đó các bác, với nhau nhiều thế em nói luôn là nếu mà mua rẻ được thì bác cứ mua đấy. Cuối cùng các bác vẫn cứ chốt BMB 2000C nhà em đấy các bác. Bởi vì là các bác cứ xem đi ạ. Ít kênh người ta dám nói này các bác nhá, ít kênh người ta dám chia sẻ này lắm các bác. Người ta chỉ quay là ông nào cũng nói là BMB 2000C xịn rồi thì các kiểu, nhưng mà để mà quay kỹ để cho các bác nhận diện rõ cái đời của nó, rõ cái đời chép của nó, rõ cái đời bát nó, đúng đời đúng mẫu các bác nhá, thì người ta không nói đâu các bác ạ. Người ta chỉ nói là chép này chép xịn rồi thì nhìn dâu teo có chất không các bác, đấy người ta chỉ nói vậy thôi. Nhưng mà người ta không nói là những cái ngó nghề các bác. Đây này, cái viền này các bác ạ. Thì bố thằng nhái không làm được các bác nhá. Bố thằng Trung Quốc nó không nhái giống cái viền này được. Dây chuyền sản xuất nó theo năm tháng và nó không có màu này đâu các bác. Còn cái màu mà tép và đen xì các bác ạ. Các bác nhìn đây này, nó không đen các bác. Nó khi đứng ở góc này nó sẽ màu ngang ngả tím tím các bác. Cái giấy này các bác rất là đẹp các bác nhá. Có cái lõi giấy này rất là đẹp, ngang ngả tím tím, ánh tím rất đẹp các bác nhá. Đây này, ánh xanh này các bác. Chứ nó không đen xì lên đâu các bác nhá. Rất nhiều nơi là quay là em thật sự các bác là toàn thay hết bốn con chép thôi. Nên là giá các bác tưởng là rẻ nhưng thực ra mua phải hàng đều các bác. Đồng ý có thể cái bát nó là zin nhưng mà con chép mà lai thì vứt đi. Đã gọi là loa xịn thì phải tép và bát đều phải zin hết đó các bác. Và đúng hàng zin hàng chuẩn nó mới có cái tiếng như vậy các bác nhá. Nói chung là giá em để các bác giá những cặp loa này là giá cực kỳ tốt cho những cặp loa tuyển chọn các bác nhá. Cả hàng trăm cặp mới tuyển được vài cặp thôi các bác nhá. Còn hàng đổ đống năm được năm thua là em không làm các bác. Đó, với những cái loại đấy về thì đôi nọ bù đôi kia. Đó, nhưng mà người ta vẫn bán đổ đồng hết các bác ạ. Đó là may hơn khôn các bác nhá. Cái đấy thì các bác mua nhiều khi các bác may. Nhưng mà có cái video clip này của em, các bác cứ đối chiếu các bác ạ. Nếu các bác gặp đúng shop nào mà người ta cứ bán cái chép xịn như này của 2000C nhá, đặc trưng nhận diện các bác nhá. Và đặc trưng của 880C, cái chép đúng của nó là cái viền nó sáng lên này, cái viền nó sáng màu này. Đó, sáng màu kiểu nhám xám các bác. Đó, và trong nó màu, cái màu giấy này các bác cứ chụp ảnh màn hình, các bác chụp ảnh màn hình đúng cái góc này cho em. Đó, chụp ảnh đúng góc màn này các bác. 880C và 2000C đặc trưng nhận diện con chép các bác nhá. Con bát thì các bác chụp ảnh đây cho em. Cái nón là hơi xanh xanh đó, cái màng thì nó sẽ là xám đen các bác, có hơi ánh tím các bác nhá, hơi ánh tím nhưng không được bóng các bác. Đó, các bác chụp ảnh đúng góc màn hình này, bát gì nó đẹp không các bác. Đấy thì các bác, nếu mà người ta bán rẻ hơn của nhà em thì các bác cứ mua các bác nhá. Đúng phải như vậy mới mua thì càng tốt các bác ạ. Còn nhà em thì thật sự em chỉ đến tầm đấy các bác ạ. Em chỉ nhập được đến tầm đấy thôi để em cung cấp các bác. Chứ em không nhập rẻ hơn được, bởi vì là đây em tuyển chọn từng cặp một. Người ta cũng không để rẻ hơn cho em được các bác nhá. Nên là em nói luôn là BMB 2000C
9 triệu. BBB 1000C, các bạn nhá, 1000C, những cặp 1000C siêu đẹp. Nguyên zin đến từng những cặp 1000C này, gân nó còn zin nữa. Đó. Đấy, đẹp lắm các bác ạ, những cặp hàng tuyển chọn này. Thì 1000C này em để các bác giá là 8 triệu các bác nhá, rẻ hơn 2000C 1 triệu. Và thằng 880C này là 6 triệu đồng một cặp này các bác nhá. Đó các bác. Còn bác nào so sánh giá thì các bác cứ tham khảo đi hãng so sánh các bác nhá. Đúng hàng chuẩn này thì cũng giá này rất là tốt, các bác lưu giúp em. Hàng tuyển chọn thời điểm này. Và BMB này là thật sự cái dòng loa nhũng nhiễu nhất trên thị trường. Còn cái bát của 450C thì đặc trưng luôn, nó sẽ xanh từ cái màn cho đến cái nón luôn, nó xanh xanh các bác. 450C đẳng cấp rồi các bác. Củ tứ kép các bác ạ, nghện zin của nó các bác. Đó. Nói chung là cả cái chép nữa, cái chép này em sẽ tháo sau cho các bác, để tháo quay các bác xem. Còn các bác đừng nhìn cái râu các bác nhá, nhiều người quay cái râu teo này, giờ cái hàng loại 1 nó râu teo như thật các bác nhá. Nó thay cái loại chép loại 1 vào đây. Nghĩa là người ta vẫn là bán BMB hàng bãi, thùng vẫn thùng bãi. Nói chung là loa xịn, nhưng mà người ta chỉ là mua những cặp mà chết tiếp, những cặp đổ đống các bác. Những hàng đổ đống nó không có ngon, các bác, em khẳng định các bác luôn. Năm được năm thua các bác ạ. Năm cặp nọ, năm cặp kia thì các bác may hơn khôn, các bác may người ta gửi cho các bác cặp loa nó còn tốt, nhưng thực ra không tốt 100% ở đâu các bác. Cặp thì nó bể màng, cặp thì nó giãn nhện, nói chung là những cái hàng loại đấy bọn em không làm các bác nhá. Đây hàng tuyển từng cặp một, đây chưa lau chùi gì hết các bác nhá. Góc cạnh nó siêu đẹp như vậy các bác ạ. Không có mốp máp xước xác gì. Đó các bác. Giờ và lờ các bác nhá. Thì những cặp BMB 880C này đang đánh đây các bác 6 triệu đồng. À, cái vang này thì là 1.650.000 đồng. Vang Lex FX 30 Plus các bác. Vang này đánh karaoke gia đình cực kỳ tuyệt vời, chống rú tốt. Và con đẩy này để các bác giá là 7 triệu các bác nhá. PD 2500 đẩy 7 triệu các bác nhá. Con đẩy này cực kỳ chất lượng các bác. Nó ngang ngửa với những dòng cờ rao đầu một các bác nhá. Nó cực kỳ đẳng cấp luôn các bác ạ. Nói chung là nó đánh được cả những cái cặp BMB 2000C luôn. Bởi vì là đây là dòng 2500 các bác, đẳng cấp luôn đấy các bác. Hai kênh các bác nhá, dòng đẩy chất lượng cao. Quán cặp loa này gọi là vỡ loa luôn mà không nóng đẩy. Tiếng nó hay kinh điển luôn. Cái loa zin, loa xịn, tiếng nó khác hẳn các bác nhé. Và thêm nữa đẩy Yamaha nó cho ra cái tiếng quá hay các bác. Đây là một video clip em nói về dòng loa BMB. Để tránh nhiều bác cứ hỏi rằng BMB tại sao nhiều bác. Đấy, 2000C hôm trước em quay lên mấy cặp các bác. Một dàn BMB ở góc này, bây giờ cũng chỉ còn vài cặp để đây các bác nhé. Khách hàng đến nhà em là chốt luôn các bác. Nói chung là các bác chơi BMB của nhà em thì em bao các bác là chuẩn xịn. Đó các bác nhé, hàng chuẩn xịn. Đó, còn các bác mua ở nơi nào mà cái đúng cái đặc điểm nhận dạng của BMB các bác nhé, em đã có nói trong video này rồi. Đúng nhận dạng này mà rẻ hơn của nhà em thì các bác cứ chốt. Thì có thể những anh em đó người ta mua được giá tốt hơn em. Có thể người ta ở gần Trung Quốc hơn, người ta mua tốt hơn em. Đó. Còn bọn em thì ở Hà Nội thì tuyển chọn những cặp này nó khó lắm các bác ạ. Bọn em tuyển chọn từng cặp một đấy các bác. Mua một cặp loa này tuyển chọn từng cặp một và tháo ra, bắt người ta phải tháo cái cây căng ra, bọn em tuyển chọn từng cặp một. Đánh số mã từng cặp các bác nhé, chứ không phải là cứ thế mà lấy đổ đống đâu các bác. Nên các bác hãy là người tiêu dùng thông minh các bác nhé. Đó, riêng cái 2000C này em thấy trên thị trường là toàn là chép lai các bác nhé. 880C thì em thấy ít chép lai. Đó các bác, nhưng mà 2000C này toàn chép lai này các bác. Còn 1000C thì toàn là thay màng các bác, thay màng bát các bác. Nói chung là em nói luôn là như vậy các bác. Phần lớn các bác nhé. Còn một số anh em vẫn uy tín bán chuẩn các bác. Và giá không có rẻ đâu các bác nhé. Hàng chuẩn thì không có rẻ, bởi bọn em nhập về giá cao thì không có chuyện bọn em bán giá rẻ được các bác ạ. Bọn em phải bán giá cao, nói chung là như vậy đi các bác. Thì ở các bác, rồi các bác thích chọn hàng nó yên tâm, nó sử dụng lâu dài thì các bác chơi một cặp đẳng cấp này. Cái giá trị các bác bỏ ra hoàn toàn là nó cực kỳ xứng đáng các bác nhá. Bọn em cũng không ngu mà tự nhiên bọn em phải nhập đắt về để bọn em bán đắt các bác ạ. Nó có cái là bọn em phải nhập hàng chuẩn, bọn em không nhập được hàng đổ đống các bác. Đó, lưu giúp em BMB 2000C này, 880C này, 850C này, 1000C này, đó các bác, 450C các bác nhá. 450C này giá là 5.6 các bác ơi, giá quá tốt, có thời điểm lên đến 6 triệu mấy các bác. Hàng nguyên bản các bác nhá. Đừng con ốc các bác. Quá như sướng lắm các bác ạ. Đó, thì em cũng xin kết thúc video clip tại đây. Các bác có nhu cầu sở hữu những cái dòng BMB hàng xịn này thì nhắn tin cho em.
Với cặp bên hàng xịn này các bác yên tâm ạ. Từ 850C, 450C hay 880C thì nó cũng không làm các bác thất vọng đâu. Nhiều bác cứ nghĩ phải 1000C với 2000C mới đáp ứng được. Nhưng thực ra một cặp này mà đánh những con đẩy xịn này thì nó vụt cho một căn phòng 100m2 này thoải mái luôn các bác nhá. Đó, chưa cần súp đâu, quánh cực kỳ lực luôn các bác. Phải là BMW xịn nó mới ấm như vậy các bác. Rồi em xin kết thúc video clip tại đây. Các bác có nhu cầu sở hữu BMW cứ nhắn tin cho em. Những hàng chất lượng các bác nhá. Rồi xin kính chào các bác. Quánh dã man các bác ạ. Quánh cực kỳ sướng tai các bác.